Chào tất cả mọi người, hiện nay mình buổi tối thứ bảy mình đang có mặt ở nhà hát lớn, một công trình văn hóa thủ đô. Hôm nay mình quay buổi tối đây, mọi người đến đây vui chơi à, buổi tối nhà hát lớn nó có những gì? Đây là một công trình văn hóa có từ thời Pháp, lâu đời, được bảo tồn rất là tốt. Để bên cạnh của rất là đông đúc. Phố cổ. Đây phố Lý Thái Tổ. Đón nhau ở phố Ngô Quyền. Buổi tối rất là lạnh giá, người cũng ít qua lại. Đây là
phố Hoàng Vôi. Hoàng Vôi đến Hàng Tre. Cắt lò sũ đến Hàng Tre. Báo Nhân Dân, ngõ Hàng Thùng. Đây sắp tới phố Hồng Muối. Video đi một vòng từ nhà hát lớn, đi một vòng phố cổ Hà Nội. Ngày mưa gió rét bướt đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở các video tiếp theo.